Hân Hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, chúng ta vẫn thường nghe nhiều người nói vui với nhau rằng chả lo gì, chỉ lo già. Có lẽ tuổi già là nỗi lo chung của nhân gian, ai cũng sợ mình sẽ già đi, sẽ không còn đủ sức khỏe, đủ trí tuệ, đủ minh mẫn để thực hiện các kế hoạch và mục tiêu trong cuộc sống nữa. Thế nhưng nếu như tuổi già đi, cùng với đó là tài lộc dồi dào, mỗi tuổi qua đi tiền bạc lại kéo đến ùn ùn như nước, thì chắc chắn sẽ chẳng có ai sợ mình già đi nữa. Và theo chia sẻ của chuyên gia Phùng Phương, một bậc thầy nổi tiếng trong Hiệp hội Phong thủy Thế giới, thì có 4 con giáp số trời đã định, càng về già sẽ càng giàu có hết phần thiên hạ, không lo thiếu của ăn của để. Hãy cùng Phú Quý Tài Lộc tìm hiểu xem đó là những con giáp may mắn nào và liệu bạn hoặc người thân có nằm trong nhóm này không nhé. Có lẽ trên đời này chẳng ai mong già, nhưng những con giáp này sẽ cực thích già bởi họ có hậu vận cực tốt, tuổi càng nhiều thì tài lộc càng dồi dào hơn. Họ thuộc tuýp người khổ trước sướng sau, lặn lội vất vả suốt thời thanh niên trai tráng, để đến khi càng về già càng nhàn nhã thanh thản, tận hưởng thành quả của cả cuộc đời. Vậy bạn có tò mò muốn biết con giáp nào càng về già càng giàu không? Sách trời đã định viết, trong số 12 con giáp có 5 con giáp sẽ được Thượng Đế chiếu cố hết mực. Nếu 30 tuổi vẫn chưa có gì thì không được nản lòng, bởi những điều tốt đẹp sẽ đến sau cùng, bao giờ khổ tận đến ngày cam lai. Đứng ở vị trí đầu tiên chính là tuổi Tý, người cầm tinh con chuột. Kiến tha lâu cũng tới ngày đầy tổ. Câu này có lẽ chính là nói về tư tưởng về tiền bạc của tuổi Tý. Con giáp này đa phần đều là người coi trọng tiền bạc, có thể nói là cuồng kiếm tiền. Từ khi còn trẻ, bản mệnh đã ý thức được việc phải kiếm tiền và quản lý tài chính cho thật tốt. Không tới mức tiền là lẽ sống, nhưng với những chú chuột thì thiếu tiền là chuyện không thể chấp nhận được. Con người ta trong cuộc sống có lúc may lúc rồi, nhưng bản mệnh luôn cố gắng chăm chỉ, nỗ lực làm việc để không rơi vào cảnh cháy túi, tiền bạc chẳng có mà tiêu. Tử vi phương Đông cho thấy con giáp này cực kỳ có khiếu trong chuyện đầu tư kinh doanh. Những bỡ ngỡ ban đầu sẽ dần được thay thế bằng sự lão luyện lành nghề, càng làm càng mạnh, làm ăn tấn tới chứ hiếm có khi nào thua lỗ. Có thể nhiều người không biết, nhưng thực sự thì tuổi Tý còn có sở thích tích lũy tiền vàng, đá quý hay các vật có giá trị nữa. Cứ có tiền bạc dư giả là bản mệnh lại mua sắm thêm, tích trữ vào kho báu của mình. Chẳng những thế mà cho tới lúc tuổi già, số tài sản mà con giáp giỏi giữ tiền này nắm giữ trong tay chẳng hề ít ỏi chút nào, nếu không muốn nói là cả một khoản khổng lồ. Tiền bạc tích cóp bao năm cũng cần phải hưởng thụ. Những chú chuột hãy lên kế hoạch cho những chuyến du lịch để cuộc sống về già thêm nhiều điều mới mẻ, vui tươi và an hưởng tuổi già nhé. Vị trí thứ hai trong danh sách may mắn thuộc về tuổi Sửu. Ở cái thời tuổi trẻ, vốn dĩ tuổi Sửu không được trầm tính như mọi người vẫn hay nghĩ về họ đâu. Bản mệnh thường khá cố chấp, cứng đầu, kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình dù có bao người phản đối. Chính vì lý do này mà các mối quan hệ xã giao của những chú trâu đều không được thuận lợi cho lắm, ảnh hưởng khá nhiều đến việc phát triển sự nghiệp. Có thể nói, vào thời điểm còn trẻ thì con giáp cố chấp này sẽ phải trải qua nhiều vấp váp, sai lầm trong cả cuộc sống và công việc vì chưa hề ý thức được những điều bản thân còn đang thiếu sót và cần phải sửa đổi. Nói chung tuổi trẻ mà,
ai cũng mắc phải sai lầm. Song khác với đa số những con giáp còn lại, bản chất của tuổi Sửu là ngay thẳng và lương thiện, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Ngay cả khi có những ý kiến trái chiều thì tuổi Sửu vẫn giữ vững quan điểm về việc làm những chuyện mình cho là đúng, nhờ thế mà tích được khá nhiều phúc báo sau này. Cũng chính nhờ thế nên bắt đầu từ khi bước vào tuổi trung niên, con giáp này bắt đầu nhận được phúc báo về cho mình. Dù là trong công việc hay cuộc sống thì đều có nhiều tín hiệu khá đáng mừng, vận trình cải thiện theo chiều hướng thực sự vô cùng tích cực. Ai ai cũng thấy trầm trồ ngạc nhiên khi mà bản mệnh làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ hơn hẳn những người khác. Cứ như thế, thời gian trôi đi, tài sản mà tuổi Sửu tích lũy được qua ngày tháng càng ngày càng nhiều lên. Tới tuổi hoa niên, tài lộc chắc chắn không bao giờ là điều mà con giáp này cần phải lo nghĩ. Đứng ở vị trí thứ ba là tuổi Dậu. Xem theo quan niệm tử vi học phương Đông, tuổi Dậu vốn là con giáp được thần tài ưu ái nhiều, nên cho dù bản thân không giỏi chuyện kiếm tiền hay giữ tiền thì con giáp này vẫn luôn có tiền bạc trong tay nhờ có công ăn việc làm ổn định. Lý do để những chú gà trở thành con giáp càng già càng giàu có lẽ là do bản mệnh nuôi dạy con cái quá thành công. Dù là sinh con trai hay con gái thì tuổi Dậu cũng dễ dàng trở thành bạn bè của con. Bản mệnh là người khá hướng ngoại, thích sự hiện đại và hay cập nhật các xu hướng theo thời đại, nên rút ngắn được khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ và con cái. Người ta vẫn nói con cái là của để dành. Nuôi dạy con tốt như thế nên đa phần con cái của những chú gà đều là người thành đạt, lại thêm quan hệ thân thiết với cha mẹ, nên những năm tháng tuổi già, con giáp này hoàn toàn có thể an tâm dưỡng già. Mọi thứ đã có con cái lo liệu, kể cả chuyện tiền bạc. Vị trí thứ tư thuộc về tuổi Ngọ. Nhắc đến danh sách con giáp càng già càng giàu, không thể không nhắc đến tuổi Ngọ. Trời sinh tuổi Ngọ vốn là người tính tình vui vẻ thoải mái. Con giáp này thích những thứ mạo hiểm, thích thử làm những việc mà người khác thường sợ chẳng dám làm. Điều này có thể bị đánh đồng với tính bốc đồng, thiếu suy nghĩ. Thời trẻ cũng vì sở thích này của mình mà tuổi Ngọ phải trải qua không ít thất bại, nhận bao trái đắng về tay. Nhưng cũng cần phải nói thêm, những chú ngựa vốn không phải người dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì thất bại đâu. Sau những lần rèn luyện đau thương ấy, bản mệnh như được đúc thêm tấm áo giáp bằng thép bằng đồng, để sau này thêm mạnh mẽ và khôn ngoan, dần dần loại bỏ những điểm mình còn thiếu sót. Bản mệnh vốn là người có tài năng thực sự, nên đây không phải là điều gì quá ngạc nhiên. Dám chấp nhận thử thách, chấp nhận thất bại, chấp nhận nén đau để đứng lên đi tiếp thì thành công cũng là điều mà tuổi Ngọ xứng đáng nhận được. Tới tuổi trung niên, nhờ quen biết thêm quý nhân và được quý nhân không tiếc công giúp đỡ, cộng thêm với kinh nghiệm, kiến thức cùng các mối quan hệ xã giao tích lũy qua bao năm, con giáp này có thể gây dựng sự nghiệp cực kỳ lừng lẫy. Với những gì có trong tay, chẳng lạ gì khi tiền đồ của con giáp này càng ngày càng rộng mở, tiền bạc cũng ùn ùn đổ về nhà, chẳng lúc nào ngơi. Cứ theo đà đó, tuổi Ngọ trở thành con giáp càng già càng giàu, hậu vận cực phát. Số tài sản mà bản mệnh tích lũy được thoải mái cho bạn làm những gì mình mong muốn, có tiêu pha mấy đời cũng chưa chắc đã hết được đâu.
Quý vị thân mến, đối với những con giáp càng về già càng giàu sang phú quý, bên cạnh việc tận hưởng lộc trời ban thì chúng ta cần chú trọng tích tụ phước lành cho con cháu đời sau. Lộc bất tận hưởng, nhưng phúc thì có thể kéo dài từ đời này qua đời khác. Vậy làm thế nào để tu tâm tích đức? Phú quý tài lộc sẽ bật mí trong phần tiếp theo của chương trình. Điều thứ nhất, tích đức từ lời nói. Lời nói cần phải thể hiện sự khoan dung độ lượng đối với người khác. Lời nói thẳng có thể chuyển sang cách nói vòng, nói giảm, nói tránh một chút. Lời nói lạnh như băng hãy hâm nóng lên một chút trước khi nói. Lời nói phê bình người khác, trước khi nói hãy chú ý cân nhắc đến lòng tự tôn của người nghe. Một lời khen ngợi đúng lúc có giá trị ngàn vàng. Điều thứ hai, tích đức từ việc thành thật với mọi người. Không thành thật sẽ khó tồn tại. Người giả dối tất sẽ không có bạn chân thành. Luôn lấy thành tín làm gốc, coi trọng thành tín trong mọi mối quan hệ. Dùng thành tín thu phục người khác sẽ dễ đạt được thành công. Một người nếu như mất đi sự thành thật thì làm việc gì cũng khó. Bất kể lý do gì cũng không thể giải thích được lý do sự giả dối của bản thân. Điều thứ ba, tích đức từ việc giữ thể diện cho người khác. Ở một số tình huống, việc không nể mặt là một thái độ vô lễ lớn nhất. Người phương Đông rất xem trọng thể diện, vì vậy ở bất cả thời điểm nào cũng nên dành cho người khác một lối thoát để giữ thể diện. Nhìn thấy rõ một người cũng đừng nên chỉ thẳng ra, hãy lựa lúc mà nói. Hãy nhớ đừng bao giờ làm tổn thương thể diện của người khác, bởi hậu quả của nó là khôn lường. Trong một số tình huống, vạch trần người khác là một cái tội đẩy người ta đến đường cùng. Điều thứ tư, tích đức từ việc làm ăn lương thiện. Nếu kinh doanh mà làm ăn lừa đảo trốn thuế, cân sai ăn bớt, thay linh kiện kém, sản phẩm gây độc hại cho nhiều người sử dụng, dùng âm mưu hãm hại đối thủ, bán cho xong tay rồi mặc cho sự đau khổ của người khác, thì những việc làm thất đức của bản thân, về sau ta và con cháu của ta phải gánh chịu quả báo rất nặng. Làm ăn chân chính và tích đức thì có phúc lớn về sau. Thưa quý vị, dù bạn và những người thân có nằm trong danh sách con giáp càng già càng giàu sang phú quý hay không, thì tôi vẫn xin được nhấn mạnh lại rằng cái phúc của con người không tự nhiên mà đến, nó bắt nguồn từ sự nỗ lực và cố gắng không ngừng thời trẻ để rồi tạo nên trái ngọt và thành quả lúc về già. Xin kính chúc các bạn sẽ luôn hạnh phúc và bình an. Bên cạnh đó, để tìm hiểu thêm những kiến thức hữu ích về phong thủy và đời sống tâm linh, bạn có thể gặp gỡ thầy Phùng Phương bằng cách nhấn vào ô bên trái hoặc bên phải màn hình. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.